Nhà giật quá, giật lại cái, tắt giật lại cái không, đóng len cái, mới mới mà, quá đã. Đó là Kiên Giang mà giáp ranh với Hậu Giang. Kiên Giang nó giáp ranh với Cần Thơ. À, Cần Thơ hả? Giáp với Cần Thơ. Cho anh thử cho đã đi. Nó làm gọn ha. Hồi xưa ra để tiếp cho nó chưa có bự. Bây giờ chạy vô bóng vậy đó mới được. Vô đây cái này nha. Ờ, vô đây cái đó đó. Cho mắt máy chứ. Đúng rồi. Cái nổ quá nó không hay. Nổ quá tay cái lên mới được. À, nổ quá nó không đều máy. Ừ. Vậy chứ không, nó má má nó tròn quá. Nhà mong vô đây, sợ từ nhẹ máy sao vậy, nó nhỏ đâu ngon đâu. Không ngon đâu. Vậy đúng gì là lấy chút nữa. Lấy chút nữa được. Cho nó tròn máy đó. Ờ. Đi đi mấy giờ mới tới đây vậy? Đi lúc mấy giờ? Em đi lúc 4 giờ nay. 4 giờ hả? Con Mitsubishi nè, 6.3 nè, mới trong thùng nha, đây sao mới trong thùng, bảo hành với con 5 tháng đầu tiên hư hao đổi mới thôi, mà con được tặng áo gối này luôn, áo che cái bình xăng nó đẹp không, rất là dễ thương ha, xài thời gian nó không sợ cái bình xăng bay màu nữa mà con, rất là đẹp, thấy không, là vừa làm trang trí vừa bảo vệ bình xăng khỏi sợ bay màu, con không muốn xài thì gỡ ra vậy thôi, xài gắn vô, lâu lâu thấy dơ đem giặt, thấy đẹp, bèo luôn, thấy thưa đủ màu cho con chọn nha. À, nó đổi màu luôn. Đây Mitsubishi 181 6.3. Đây là không xài con gỡ ra xài gắn vô lại vậy thôi. Vừa bảo vệ bình xăng khỏi bị chày da chạm, mà giờ làm cho bình xăng lại luôn nào cũng còn còn màu đỏ tươi đẹp lắm. Mitsubishi là khỏi nói rồi. Xưa nay giờ Mitsubishi là một dạng gì bền nhất trong dòng máy xăng rồi đó. Rồi bà con là có nhu cầu luôn 0886356707. Rất đẹp bà con ơi. Này dễ thương ghê, màu hồng nè, màu hồng cánh sen. Đó, thích màu nào lấy màu đó nha. Dễ thương. Mời bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Có nguyên mỗi dàn lắp tôi tôm nè, bà con mua gắn cho xài thôi. Dễ thương thôi bà con. Rồi con có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đẹp áo đồ đẹp ha. Đổi màu luôn. Không xài con gỡ ra cắt giặt
dơ gỡ ra giặt gắn vô lại rất là dễ, vừa trang trí vừa đẹp vừa bảo vệ bình xăng không bị va chạm với ba mai màu luôn. Rồi bà con có nhu cầu luôn 0886356707, rất đẹp. Máy xăng Mitsubishi 181, cốt xéo thẳng đầy đủ nha. Đây hai loại cốt đây, cốt xéo đây, cốt thẳng đây. Đây hai loại cốt xéo thẳng mà con mua xài cho phù hợp nha. Đẹp nha, màu rất là nhon bà con ơi. Có nhu cầu luôn 0886356707. Rất là đẹp nha. Tùy theo điều kiện mà con xài cho phù hợp, cốt xéo cốt thẳng có nào cũng bền, quan trọng là con xài phù hợp, tôi nhanh tôi chậm tôi ngắn thôi, con xài cho phù hợp. Ok, con nào có nhu cầu luôn nha 0886356707. Ghi với một cái vít thì tùy thôi, giờ lấy lên nha. Nó có hai loại nha, một con loại cốt xéo, một loại cốt thẳng. Đây là cốt thẳng chung xì 63, đẹp rồi con. Ở đây là thêu thêm con nữa đi. Đây cũng là sách hướng dẫn, rồi bỏ ghi với cái vít. Là cốt xéo chứ đâu. Đó.
Mitsubishi 6.3. Đây, bắt in xe băng luôn bà con. Hai lỗ, lỗ cút xéo, lỗ cút thẳng. 6.3 GB181. Đây, chỉ bà con đây là cút xéo thẳng sao đây. Đây, cút thẳng là cút nằm đây nè, thấy không? Cút xéo là cút nằm bên đây. Cút xéo nghĩa là cút chị nhông á, hay tôi chậm á. Cút thẳng là 3.600 vòng, thì cút xéo là 1.800-2.000 vòng, nó giảm xuống khoảng nữa. Rất đẹp nha. Trong lốc có đốc nó in xe băng luôn bạn con. Đây. Mắt in xe băng luôn nha, đẹp. Rồi sau này cải tiến nó ngon lắm bà con. Giống nhau hết, chỉ khác cái bô lửa nè. Bô lửa hồi xưa nó to, nó cồng kềnh chạy nó sẽ dễ bị rung, dễ bị gãy, dễ bị oxy hóa. Chứ hồi xưa cái này nó bằng sắt, thời gian nó bị oxy hóa bị gãy, còn này bằng ga là xài thiên thu luôn. Chứ hồi xưa là không có cái ống mũ bảo vệ cái ống xăng này. Gió làm mát với tông thổi đây nóng cái ống này sẽ bị chai. Chai sẽ làm gây gò rỉ xăng, sau này là bảo vệ luôn, xài cỡ nào cái ống vẫn còn mềm, độ mềm. Rồi bà con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Rất đẹp bà con. Hai mẫu rất là đẹp. Rồi cút xéo nữa, cút thẳng. Rất đẹp nha bà con. Rồi bà con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Rất là cứng cáp. Cái đời này cái nhựa chịu nhiệt bà con, cái chụp giật này nhựa chịu nhiệt nè. Xài rất ok luôn, nó họ đỡ gây tiếng ồn. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Rất đẹp bà con. Rất là đẹp, rất là ok. Má là khỏi chê luôn. Mới thuộc bảo hành con năm luôn nha. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Rất đẹp bà con. Đây là cốt xéo nè, cái cốt nằm bên hông nè, không nó bảo vệ hoàn toàn luôn nè, bảo vệ cái nơi nóng không cho lên bình xăng luôn nè, không nó có luồng nhựa bảo vệ luôn nè, rất im nè, nó lóc rồi lóc nó mắc in xe băng luôn nha. Đây GB181 mắt đi xe băng đây, máy rất là sắc sảo rồi con ơi, mắt chỗ chê luôn. Rồi bà con là có nhu cầu luôn nè, 0886356707. Sản phẩm này bảo hành bà con năm, mới dùng thuộc bảo hành năm nha con. Đây bảo hành năm luôn, mắt đi xe băng bảo hành con năm luôn, tháng đầu tiên hư hao trục chặt đổi mới thôi. Rồi bà con là có nhu cầu luôn nè, 0886356707. Cút xéo và cút thẳng, hay gọi là tôi chậm và tôi nhanh đó. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Mua mới nó khỏe bà con ơi, cứ thứ tháng đầu hư hao chục chặt, tháng đầu rồi đổi mới thôi. Mới rồi hệ thống pin xăng con rồi nó cứng chất lượng, xài không sợ nằm đường bà con, ít hao xăng nữa. Nếu động cơ xăng bà con nên xài máy mới nó khỏe hơn, mới xài nó chất lượng hơn, ít gò rỉ xăng, ít hao xăng. Rồi con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Rồi con làm nó dích đổ gì ha, đổ nhớt con xăng đi, có sẵn nè. Rồi đổ nhớt cho đi. Đó. Rồi, nghiêng về bển chút anh. Rồi, nghiêng đại đi, có bằng giấy lót rồi. Nhớ xài nhớt xịn xịn chút nha. Tốt nhất là nhớt thứ đó là ngon á. Bạn tròn. Nó ba xị nha. Đúng rồi, để ngang ra vậy cho nó vừa ra là được. Ra chưa? Tìm chút nó đi. À,
được rồi đó. Rồi ok. Rồi, đổ xăng luôn. Cắt xăng. Chỉnh chỉnh cho máy ngay một chút. Rồi. Alo ơi. Hết luôn đi. Cái máy xăng mà nếu để lâu không chạy ít nhất phải nửa tháng chạy lần nha. Phải nửa tháng, nếu mà lâu không chạy là nửa tháng mới cho chạy lần. Được rồi, dừng đi. Đó, rồi, dừng đi. Không, nếu ở đây nè. Rồi. Đó, rồi, thấy luôn. Giật nhẹ lắm, giống như trợ lực vậy đó. Đó. Về chạy qua đây chừng tiếng hồi vậy nè. Vậy á. Thiệt ha. Cút xéo chạy sướng à. Xe nó mạnh. À có má này căng rồi chứ. Ờ. Để đã ha. Sướng tay thiệt. À, chạy sướng ha. Đúng rồi, hồi xưa bằng sắt kêu lắm, này hết kêu luôn. Hồi đó là cái này nó không có đồ che này nè, hồi chảy thời gian nó lỏng ống nó kêu, bây giờ làm luôn, ngon lành. Chứ hồi xưa là cái này nè, nó không có đồ che cái ống này lại, nóng quá nó chai, bây giờ nó che luôn nè không? Không, cái này hồi xưa bằng sắt, bây giờ bằng gang luôn, không hư luôn. Trước, quay lại coi. Nữa, về quê ấy chưa hả? Ờ. Gỡ này ấy chưa? À. Chảy xong rồi. Rồi tắt đi thôi, hồi nóng bỏ vô máu được à. Đè nhẹ nhẹ thôi, đè đèn thôi. Đè nhẹ nhẹ. Đè đèn giật chặt. Đó, nó vậy thôi đó. Không, nhẹ nhàng lắm. Ngon lành. Chỉnh gì hết trơn nha, cứ chạy thôi, chạy đó, chạy thời gian đều, đừng chỉnh gì hết. Rồi mở thùng dứt đổ ghi kìa, bỏ này đi, này nóng quá à. Chừng nóng nha, bỏ chừng nào đây, bỏ chừng nào, đúng rồi, úp vô đây luôn, vô dĩ luôn, đúng rồi. Dở đầu lên trước, dở đầu lên. Dở đầu lên cái, dở đầu lên. Hả? Hả? Vậy thôi. Chưa à. Chưa. Rồi ok, nhét cái đó vô kìa. Đừng có quấn bọc, không quéo à. Cái đó là tức là quét đó, thấy không? Thấy không? Quét coi đó, thấy không? Là quét. Lật lại, lật lại, lật lại. Lật lại. Đó. Chừng nóng vô nha. Rồi, đổ đi, đóng, đổ ổ ghi vô. Sách hướng dẫn luôn. Cái này đừng bỏ quéo à. Dư rồi đó con, đổ ra đi, dư rồi đó.
anh bón bài mà em. Ok đi anh, ok cho nó ngon. Đi làm sao nữa? Nó vô giảm hả? Đây gà chứ không? Rồi uống cà phê đây. À, chào bọn nghe, nói thêm con Mitsubishi nè, 6 ngựa 3 181, sản xuất lắp ráp tại Nhật Bản, Gia Băng nha. Đây mắt in Gia Băng luôn nha, tối quá. Đây mắt in Gia Băng luôn nha, đó mắt in Gia Băng luôn rồi con, sản xuất lắp ráp tại Nhật Bản nha. Đây mắt in Gia Băng, đây Mitsubishi xéo thẳng này đủ nha. Cúc thẳng á là số vòng là 3600 vòng trên phút. Cúc xéo là 1800 vòng trên phút. Đây mắt in Gia Băng. Đối với con tải nhẹ thì xài cúc thẳng, còn tải nặng thì xài cúc xéo. Cúc xéo sẽ có lực hơn. Còn con đi cũng đam mê tốc độ thì xài cúc thẳng. Mitsubishi 181. Đẹp các con ơi, mẫu này rất là chắc chắn nha, cứng cáp. Đây mắt in Gia Băng luôn. Đây mắt in Gia Băng luôn nè. Hùng xéo thẳng đầy đủ rồi con. Đây mắt in Gia Băng rồi luôn. Đây thông hệ sức đây, 4 thề 181, 6 ngựa 3, Mitsubishi Nagoya Nhật Bản, xuất xứ là Nhật Bản nghe con. Đây xuất xứ là Nhật Bản, đây xuất xứ, đây xuất xứ là Nhật Bản, tại thành phố là Nagoya Nhật Bản. Mọi người nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Mitsubishi 181, tôi chậm tôi nhanh đầy đủ. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707.
rất đẹp các con, mẫu mã rất ok luôn. Phải tốn tí. Nó bảo vệ bà con, bảo vệ ghê không, bảo vệ dây luôn nè. Dây này xài lâu không sợ bị chai cứng luôn nè, thấy không? Đó là muốn cô sẽ muốn nhựa này bảo vệ luôn bà con. Bảo vệ ống xăng không bị chai luôn, cái đó là cải tiến của Nhật. Càng ngày càng cải tiến nha. Đây nó làm bảo vệ ống xăng gió, đây nó làm mát bằng gió đó. Nó sẽ thổi đây nó làm chai ống, như cái này nó làm bảo vệ ống luôn bằng nhựa, lớp nhựa ra ngoài luôn. Nó tăng tuổi thọ của ống lên. Ống này rất phải mềm mới được bà con, phải mềm nó mới có chịu nhiệt xăng là được. Nó còn mới không bị xì gò xăng. Phải chịu nhiệt. Rất đẹp nha. Bô này là cải tiến là mà xài Thiên Thu không sợ gãy luôn nè. Rất đẹp nha. Hoàn toàn giống hịch mẫu cũ, không khác cái này, khác cái bô lửa với chụp giật để phù hợp thôi bà con. Đấy, chụp giật này nhật chịu nhiệt, chịu là lực, không có bị móp, cho da chạm. Hồi xưa bà con xài bằng sắt á, bằng thép á thì nó da chạm bị móp, kêu gan gan, bây giờ là nó chịu nhiệt luôn, thay da đập được. Nó không bị móp, không bị hư. Nên là nhựa chịu nhiệt. Đây ra nó đây. Le đây. Màu rất đẹp nha. Rất đẹp mọi con. Đây này xả xăng. Đây con xài thời gian lâu nhớ xả xăng nha. Đây là nước cặn hay xăng bị nước rồi đây, nó chạy xuống đây. Chứ thời gian lâu bà con nhớ coi cái lượt gió này nha. Đây. Con có lượt mà con phải thay miếng mưa nước này nha. Không để đóng bụi trong đây nha. Đi hao xăng. Con thay cái đó mới được, nó không bị hao xăng đó. Đó là cái lược rất dễ, đơn giản đó, dễ xài thôi. Rất đẹp nha. Tại sao này nó chống da chạm, nó gắn miếng mũ màu đen luôn con, nhựa màu đen luôn nè. À, con xài thời gian không biết kêu gan gan đây, nhựa màu đen đây, này nó chống da chạm luôn nè. Ok rồi, con là khuyến cầu luôn nha. 0886356 Phúc thẳng là nằm bên đây, phúc xéo nằm bên đây bà con. Phúc xéo là tôi chậm, là 1800 vòng trên phút, còn thẳng là tôi nhanh, 3600 vòng trên phút. Chạy xuất lắp ráp tới Nhật Bản. Đó, bà con có nhu cầu luôn nha, 0886356707 Mitsubishi. Vương nhé, ba sĩ không? Ba sĩ thôi. Đã thiệt. Chỉnh cái lượt lên, chỉnh cái lượt lên, chỉnh cái lượt lên. Rồi đổ vô. Rồi ok rồi. Con làm. Mấy giờ? Rồi, em nào giật ơi. Tay mày ơi. Rồi. Giật đi. Bỏ thùng luôn, để xe em chở mà. Dạ, đúng rồi. Rồi. Giật đem đi. Rồi mở le ra. Mở xăng vô. Rồi ok rồi. Rồi giật đi em. Các em. Giật ta.
mới được. Chứ vô cái dàn cầu á, nó im đất, phải vô dàn cầu á. Vài bữa nữa xuống ra nhỏ. Đó, chạy qua đây chừng vài tiếng hồi vậy nha. À, xuống ra nhỏ. Rồi, vô thùng cho cô đi em. À, cho cô cái bọc luôn. À, cái đó, để cái thùng vô trước đi, hồi bọc bỏ sau để vô vậy đó. Nóng nè, nóng nè. Không, cái này em cầm chút sau này được rồi. Ừ, cái này nhẹ mà. Ở dưới chùm, cầm dưới đây nè. Ừ. Không phải máy dầu đó, em sợ. Ok. Lấy cái bao nhỏ cũng được. Đi để bên hông được, một bên đùi được á, một bên đùi. Ừ đúng rồi. Cho chú ngồi xích lên rồi dựa vô là được rồi. Rồi, chào con nha. Bên đây thì bà con mấy con Mitsu nè, Mitsu Mitsi 6.3 GB181 mát in xe băng luôn nha. Cốt xéo cốt thẳng đầy đủ với bà con. Đây quay con thử đây, đây cái nào cốt xéo nào cốt thẳng đây. Đó. Quay con biết cái nào là xăng việc nào cốt xéo thẳng nè. Đây. Không. Cốt thẳng là cốt nằm đây rồi con thấy không? Không, cốt thẳng cốt nằm đây. Cốt xéo là cốt nằm lệch đây chiếu. Đơn giản cốt xéo là chị nhông đó. Nhông trong cốt xéo là 3.000 vòng, còn cốt thẳng là 4.000 vòng. Đây là cốt thẳng nha. Đó, nằm giữa nè. Đây cốt xéo nè. Thì theo cái điều kiện mà con xài hay mục đích con xài mua cốt xéo cốt thẳng thôi chứ máy nào cũng bền, của Nhật là bền. Phải không? Đặc biệt sau này nó có cái chịu nhiệt mà con. Con thổi nóng cỡ nào cũng không bị chai cống. Ống xăng lợi hại nha, nó chai nó sẽ bị không kín mấy cái lỗ này nè. Con vũ siết dây cỡ nào cũng không cứng hơn, chỉ còn cái độ mềm của nó. Nó mới chạy được ngon. Bộ tùng quyền thổi nó là chỉ có cái vít nè, đầu mỏ mô ghi. Với cũng catalo nè, đây catalo hướng dẫn nè. Đây giống catalo hướng dẫn nó vậy thôi, đơn giản vậy thôi con.
rồi sau này là cái củ bơ bằng gan, mà con xài cỏ nào cũng không sợ bị hư bị cháy hay vậy đó. Ngon, rất đẹp nha. Đặc biệt cái đời này vẫn rất nhẹ con, thấy không? Kéo phải nhẹ nhàng vậy đó. Đây, hướng dẫn con xài nha. Khi con mà mới phải đổ kéo mày xuống là mở xăng nè, đó. Con lên ga. Le nè, le đang vậy là đang khởi động nè, khi nào con khởi động chạy là bật qua đây. Khi nào mới khởi động khói nổ là kéo qua đây. Be, cái be nó có một nắc là dễ xài lắm. Một mức là dễ xài lắm. Vẫn rất nhẹ nha. Đó, rất là nhẹ nhàng vậy đó bà con, thấy ngon. Còn bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Mitsubishi 181 Mazda xe băng luôn bạn nha bà con. Nó giống như hết, chỉ có cái cút xéo thẳng thôi. Bà con nào xài nhiều chắc biết. Đây, Mazda xe băng luôn nha. Mazda xe băng 181. Số đẹp luôn à. Quá đẹp luôn nè, thằng tài luôn nè. 148979, số đẹp. Ồ, số này quá đẹp luôn nè. 148979 đây là số máy theo nó nha, bảo hành theo số này nha bà con. Số rất đẹp rồi, số đồng tài luôn nè. Rồi sau này ống chịu nhiệt nên bà con xài lâu cỡ nào cũng không bị sợ chai ống, nó có bảo vệ bình xăng luôn nè. Ghê không? Bảo vệ tới bình xăng không cho nóng bình xăng luôn nè. Hay à. Bảo vệ bình xăng không cho nóng, tại nóng sẽ bốc hơi xăng. Nào bảo vệ tới đây luôn bà con, hay không? Cái sau này nó có miếng như này nè, miếng nhựa là chống va chạm nè. À, đó bà con xài danh nó sẽ kêu gè gè, cái này là chống luôn. Nó có làm mát cái bên phụ phận này luôn nè, thấy không? Máy lỗ nó lỗ làm mát của lốc máy rồi con. Chạy là gió thổi đây nè, làm mát này nè. Tại rất là bền nên nó gọi là siêu bền đó. Mà con lớn tuổi đi chợ là khoái lắm. Rất là bền. Nó là Mitsubishi 181. Đây chụp còi rất đẹp nha. Máy này khỏi chê rồi. Lâu lâu cỡ chừng tháng 2 tháng mà con xả này nha, để cho nước đổ động mình xăng con nó siêu ga, nhưng khi xăng mà con đổ với nước vô á thì đây xả nước đây. Rất đẹp nha. Alo. Alo. Bà con nào có nhu cầu luôn nha. Rất đẹp. Của Nhật nha, bảo hành con 5 nha, tháng đầu tiên hư hao đổi mới rồi con. Bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Một là ở Bến Lức Long An, 279 quốc lộ 1 thị trấn Bến Lức Long An, hai là số 49 quốc lộ 1 thì phường 7 Sóc Trăng. Con gần chỗ nào mua đó, không thôi là gửi qua bưu điện. Em tới nhà miễn phí. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nè, 0886356707. Đó hàng thùng nha con, có hành 5 hàng mới thùng nha con. Rồi phụ tùng linh kiện nó đây. Má này xài con rất là bền, đặc biệt là bà con phải được nhất cặp tỷ nha, nhất là quan trọng nhất, con nhất chính hãng nha, nhất có nguồn gốc hoàn nha. Catulo nó đây, đây là Catulo, ok. Còn thứ hai rất là ok mà con. Bà con nào có nhu cầu luôn nè, 0886356707. Chào bà con.